Mến chào tất cả quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đang theo dõi chuyên mục Tử Vi Tháng được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, và sau đây thì chúng tôi sẽ thông tin tới tất cả quý vị về vận trình tử vi của những người sinh năm 1972 trong tháng 4 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi để đoán xem vận trình tài lộc cùng với đó là sức khỏe tình duyên gia đạo của mình có những chuyển biến như thế nào trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Và trong những tháng này thì chúng ta có gặp những vận hạn như thế nào, chúng ta có cách hóa giải ra sao thì sẽ được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt chỉ dẫn cho quý vị. Nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn khó khăn, đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm áo, gạo tiền, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống an lành. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Tý. Nếu có cơ hội cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy, công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có được những bước phát triển nhảy vọt, cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo, vì như thế có thể gây ra phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không dễ vướng mắc rắc rối trong các thủ tục pháp lý và thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở mọi người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe gia chủ Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bạn cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên chú ý chế độ làm việc nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 4 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tý khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Nhâm Tý nam mệnh là chủ gia đình. Tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng, nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Nhâm Tý nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thánh kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những gì về vận trình tử vi của những người sinh năm 1972 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Và chúng tôi hy vọng rằng những gì mà chúng tôi chia sẻ sẽ là tiền đề, là kiến thức vô cùng quan trọng để tất cả quý vị chúng ta có được những sự chuẩn bị, sự khởi đầu một tháng mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có được những kế hoạch để có thể dự toán những bước đi của mình trong tương lai thành công hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!